là cửa sổ, khi ngắm nhìn sẽ bộc lộ tâm hồn. Từ bình minh cho đến tận hoàng hôn, trong đôi mắt đều nén dồn tất cả. Thật vậy, mắt là một bộ phận quan trọng của con người. Nhờ đôi mắt mà ta cảm nhận được cuộc sống, tình yêu thương của mọi người xung quanh. Mắt giúp ta hòa nhập tốt vào xã hội. Mắt tuy nhỏ nhưng luôn phải điều tiết không ngừng để ta nhìn thấy mọi vật xung quanh. Thế nên, mắt đang bị quá tải và chịu ảnh hưởng bởi nhiều tác nhân bên ngoài. Vậy nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân thứ nhất cũng là do virus vi khuẩn gây ra. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, thống kê được trong năm 2015 đã có 5.728 ca mắc bệnh đau mắt đỏ. Ngoài ra còn do lối sống không khoa học, chẳng hạn như xem TV quá gần và quá lâu, sử dụng các thiết bị điện tử như là điện thoại, vi tính, laptop quá nhiều. Ngoài ra còn do nhiều bạn đặt sách ở nơi thiếu ánh sáng, tư thế ngồi học không đúng cách. Cũng chính vì lý do đó, chúng tôi mong muốn được tuyên truyền đến tất cả mọi người cách bảo vệ, chăm sóc mắt và phòng tránh các tật khúc xạ. Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy được rằng mắt của chúng ta rất dễ bị tổn thương bởi các yếu tố bên ngoài. Nếu như mỗi người chúng ta không có cách chăm sóc và bảo vệ mắt đúng cách, đó cũng chính là tình trạng mà hiện nay rất nhiều bạn học sinh nên mắc phải. Vì vậy, chúng tôi, những người đến trường lớp 8A1, đã quyết định thực hiện dự án Đôi mắt cửa sổ tâm hồn nhằm tuyên truyền sâu rộng về vai trò và vẻ đẹp của đôi mắt, giúp các bạn cách phòng tránh và bảo vệ mắt tốt hơn. Qua dự án này, chúng tôi mong muốn sẽ cung cấp những kiến thức đầy đủ về đôi mắt như là cấu tạo các bệnh và các tật liên quan đến mắt. Ngoài ra sẽ nâng cao các kỹ năng mềm học sinh như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin giúp ích cho việc học. Để từ đó, mỗi người chúng ta sẽ có thái độ trân trọng và bảo vệ đôi mắt mình để đôi mắt mãi là cửa sổ tâm hồn. Thì chúng tôi đã tạo ra các sản phẩm nhằm giúp cho việc tuyên truyền trở nên sâu rộng và thiết thực hơn như là tờ rơi, poster, tập tan. Ngoài ra chúng tôi còn giao lưu với mọi người qua các trang mạng xã hội như Facebook, blog. Sau dự án Đôi mắt cửa sổ tâm hồn, chúng ta hãy cùng nhau xem một vài cảm nhận kích hoạt phụ huynh, được giáo viên và học sinh thông qua dự án này. Rồi, với tư cách là một giáo viên thì tôi nhận thấy dự án Đôi mắt cửa sổ tâm hồn của thầy Dương Kiển Tâm là một dự án vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Một mặt giúp các em có thể nắm vững được những kiến thức liên quan đến mắt, mặt khác còn có thể giúp các em tích hợp được rất nhiều kiến thức liên quan đến các bộ môn như là vật lý, toán học hay là tin học.
thông qua dự án, tôi thấy con tôi học được nhiều cách giao tiếp với mọi người xung quanh, biết cách trình bày ý kiến của cháu, về nhà rất hăng say. Sau dự án, tôi thấy con tôi có cách tuyên truyền, hướng dẫn các bạn ở xóm, biết cách bảo vệ mắt cho tốt, đang bị các bệnh về mắt. Tôi thấy dự án này rất thiết thực và cần có nhân rộng theo mô hình này nhiều hơn nữa. Xin chào tất cả các bạn. Sau khi tham gia dự án đôi mắt của tổng hồn này thì tôi đã biết thêm rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích về đôi mắt của chúng ta, như cấu tạo của đôi mắt, vai trò của lưới lẹp. Cũng qua đây là tôi cũng đã biết được cách phòng tránh cho đôi mắt, tránh khỏi các bệnh về mắt. Sau dự án này tôi đã học được rất nhiều điều, giống như là tôi đã học được cách sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để phục vụ vào việc học, như là bao tool, PowerPoint, Survey Monkey, vân vân. Cho em đôi mắt sáng ngời.